suy tim vận chuyển thuốc cứu ba trẻ cổ độc botulium do ăn giò lụa bán dạo. Kinh doanh đa cấp đang gây ra hệ lụy xấu vì những biến tướng. Các bạn trẻ cần tỉnh táo và biết cách phản vệ với những bẫy lừa đa cấp này. Thủ phủ vải lai chín sớm chuẩn bị vào mùa. Xuất hiện tòa nhà có thiết kế độc đáo giống như bị sụp đổ. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Nam Cường, Hải Vân. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Sáng 16 tháng 5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa cùng các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời điều trị thành công cho 3 bệnh nhi ngộ độc botulinum do ăn giò chả lụa bán dạo. Trước đó, ngày 14 tháng 5, 3 bệnh nhi gồm trẻ 10 tuổi, 13 và 14 tuổi đều là anh em ruột được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng mệt lả. Trong đó có một bé bị yếu hai chân, đến 5 giờ sáng hôm sau thì bị suy hô hấp, phải đặt nội khí quản thở máy. Được biết, gia đình bệnh nhi ngủ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 5, một người dì cùng ba cháu bé có mua giò lụa của một người bán dạo. Khoảng 12 đến 18 giờ sau khi ăn, cả bốn người đều bị đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi đầu người, đặc biệt ba đứa trẻ bị yếu cơ chân. Được đưa đi cấp cứu, ngay lập tức Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ với Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để điều chuyển thuốc BAT. Hai lọ còn lại sau được điều trị cho chùm ca bệnh ngộ độc botulinum do ăn cá ủ muối chua vào tháng 3 năm 2023. Ngay trong đêm, các y bác sĩ đã nhận thuốc BAT, thực hiện hội chẩn lại lần cuối để giải độc cho ba bệnh nhi. Đến sáng 16 tháng 5, tình hình sức khỏe của các bé đã ổn định. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn Tùng, nguyên giám đốc công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai, 20 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2018, Đỗ Sơn Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai. Để lừa đảo, Tùng mua các thửa đất trồng cây lâu năm tại xã Bầu Hàm 2 và xã Sông Thao, rồi vẽ thành các dự án khu dân cư, mặc dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, chưa lập hồ sơ xin phép thực hiện dự án. Tùng và các đồng phạm là Lộc, Trung, Tâm, Trân, Huyền đã bán được tổng 596 lô đất, chiếm đoạt gần 123 tỷ đồng của 434 người. Ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Võ Quang Phát, sinh năm 1974, và Bùi Tấn Bình, lần lượt là giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Hưng, về tội danh giả mạo trong công tác. Từ năm 2020 đến cuối năm 2022, khi một số tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu cải tạo xe cơ giới, nên những người này đã liên hệ với Võ Quang Phát để bàn bạc, trao đổi thỏa thuận và thống nhất mua hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe khống với giá từ 6 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng một bộ hồ sơ. Sau đó thì Võ Quang Phát thông đồng cấu kết với một số đối tượng khác để lập khống 16 bộ hồ sơ. Đồng thời, Võ Quang Phát còn giao cho Bùi Tấn Bình trực tiếp làm việc với các đối tượng để hoàn tất hồ sơ và ăn chia lợi nhuận. Ngoài ra, Phong và Phát cũng đã tự ý điền thông tin và họ tên của đại diện các cơ sở thi công vào 53 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, trái với quy định nhằm thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng với lực lượng chức năng kiểm tra quy trình đăng kiểm và thu giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan vụ việc. Sau 4 ngày nghị án, chiều ngày 16 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án sơ thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, ngày 8 tháng 3 năm 2022, Lê Thị Kim Cúc là công nhân và Nguyễn Thị Trang là phó quản lý xưởng trong cùng một công ty có xảy ra mâu thuẫn về việc sắp xếp chỗ ngồi nên gây gỗ với nhau. Đến ngày 9 tháng 3 năm 2022, sau khi tan ca, Trang cùng chồng và các bạn đi tìm gặp Cúc để giải quyết mâu thuẫn. Khi đang nói chuyện thì bất ngờ Thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Cúc. Sau đó hai bên xảy ra xô xát. Lúc này Cúc đã cầm dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp về phía Dương và Du, trong đó có một vết đâm vào cổ khiến Du tử vong. Hậu quả của vụ hỗn chiến này khiến Thùy và Dương cùng bị thương tích 2%, Trang bị thương tích 17%, Minh thương tích 3%. Xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Cúc là 10 năm tù, đồng thời xử phạt Bồ Văn Dương và Nguyễn Viết Bình
mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thùy 2 năm tù, Nguyễn Văn Hưng 18 tháng tù và Nguyễn Thị Trang 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác xảy ra tại Hà Tĩnh. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003 với tổng chiều dài hơn 1,2 km. Tuyến kè này có vai trò chắn sóng bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu tại các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa. Sau 20 năm đưa vào sử dụng, công trình này đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng do chịu áp lực của triều cường. Một số vị trí sạt lở đã được rọ đá. Tuy nhiên bên trong tuyến kè này đã mục rỗng, nên khi gia cố điểm này thì sóng biển sẽ làm sụp lún điểm khác. Những năm gần đây, tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng thường xuyên bị sạt lở do thời tiết khắc nghiệt. Hiện nay các vị trí sạt lở sụp lún ăn sâu vào mái kè và thân kè tập trung chủ yếu ở thôn Hải Nam, Hải Bắc với chiều dài hàng trăm mét. Chính quyền địa phương đã chủ động tập kết sẵn 60 khối đá, 300 rọ thép và hàng trăm mét bạc để khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ huy động lực lượng chức năng gia cố tuyến kè này. Thưa quý vị, kinh doanh bán hàng đa cấp sau một thời gian lắng xuống nay trở nên nóng trở lại khi một loạt vấn đề liên quan được giới truyền thông, mạng xã hội phanh phui đưa lên mặt báo. Khi mới đây có tình trạng nhiều sinh viên tìm đến tập đoàn liên kết Việt Nam Vinalink Group xin việc nhưng lại bị dẫn dắt đầu tư đa cấp rồi tiền mất tật mang. Một lần nữa để thấy kinh doanh đa cấp mang lại hệ lụy xấu vì những biến tướng của nó như thế nào, một quý vị hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện người thật việc thực xảy ra gần đây trong chuyên mục Nóng trên mặt báo. Loạt điều tra đa cấp gian bẫy sinh viên đang trên báo Thanh Niên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ. Theo bài báo, trong nhiều ngày có mặt tại hẻm 320 Trường Chinh, phóng viên ghi nhận mỗi ngày rất đông sinh viên được đón dẫn vào chi nhánh Vinalink Group số 320-12 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn xin việc. Trong vai sinh viên đi xin việc làm, vừa đến đầu hẻm 320 Trường Chinh, phóng viên chưa kịp nói gì thì chủ quán nước gần đó lại nhắc nhở: "Con đi xin việc tại tòa nhà Vinalink Group đúng không? Ở đó loạt bán hàng đa cấp, con về ngay đi." Bà T, nhân viên quán cà phê gần Vinalink Group cũng cảnh báo, bà thường xuyên chứng kiến cảnh người nhà nạn nhân tìm đến công ty đa cấp này đòi lại tiền nhưng bất thành. Theo bà, có trường hợp gia đình kéo đến rất đông, phản ứng dữ dội nhưng không ăn thua. Còn có trường hợp cha mẹ già đến khóc lóc van xin trả lại tiền nhưng cũng về tay không. Không ít bạn đọc tự giới thiệu là sinh viên cũng từng là nạn nhân của chi nhánh Vinalink Group đã kể lại sự thật. Bạn đọc Băng Băng bức xúc cho biết do mình tin tưởng bạn cùng lớp và nhát quá nên bị thao túng tâm lý luôn. Để khiến mình có niềm tin, họ đưa ra rất nhiều bằng chứng. Nào là Vinalink đã được cấp phép, còn giảng giải luật cho mình nghe. Lúc mình xin rút, họ cứ liên tục hối thúc mình nhanh chóng nhận hàng, liên tục lấy gia đình mình ra để công kích cảm xúc và dùng nhiều lời lẽ để hạ nhục mình. Mong là qua câu chuyện được báo Thanh Niên đưa lên sẽ hạn chế nhiều bạn mắc bẫy và mang nợ như mình. Bạn đọc Nguyễn Hồng Sơn kể, tầm này năm ngoái em cũng có đến đây xin việc, nhưng vừa vào thì thấy nghi nghi là đa cấp rồi. Tiếp đó có một người của họ ra hướng dẫn, rồi dắt đi hết bàn này đến bàn khác để chào các sếp. Chào hỏi xong thì giới thiệu công việc nào là lương cao, nào là thăng tiến các kiểu. Cuối cùng rồi bắt em đóng tiền mua hàng, mà lúc đó em cũng không mang theo nhiều tiền. May là em cũng tỉnh, xong rồi em xin chiều có việc, muốn về sớm và em vọt về lẹ, sợ thật sự. Làm gì để không sập bẫy đa cấp biến tướng? Nhiều bạn đọc đã lên tiếng cảnh báo nhắc nhở nhau. Bạn đọc Huỳnh Văn chia sẻ, đa phần các đối tượng này đều đánh vào tâm lý lòng tham và mong muốn kiếm được nhiều tiền nhưng không muốn bỏ quá nhiều tâm sức. Muốn kiếm được nhiều tiền, muốn có ăn mà không muốn học, không muốn nai lưng ra đi làm, cày cuốc thì chỉ có ăn quả lừa thôi. Bạn đọc Văn Tâm Trần nhắc nhở, sinh viên ngày nay có một số em muốn việc nhẹ lương cao nên rất dễ mắc bẫy, phải tỉnh táo, đừng dễ tin những lời dụ dỗ. Sau những vụ việc trên, câu hỏi này lại được đặt ra, tại sao bước vào đại học rồi mà hiểu biết về kiếm tiền, về khởi nghiệp, về làm giàu lại ngô nghê đến mức lạ thường như vậy? Sao đủ tuổi trưởng thành rồi mà dễ dàng để những kẻ khác kèm cặp tâm lý, khống chế hành vi, tẩy não nhận thức đến nỗi không dám chia sẻ nỗi nghi ngờ của mình với người khác để được hỗ trợ? Vâng, không lẽ những gì được học ở trường phổ thông và đại học không đủ để các bạn trẻ này nhận ra rằng những lời lẽ đầy quyến rũ như làm ăn không cần kinh nghiệm, không cần vốn, không lo rủi ro, không sợ cạnh tranh, không sợ thất bại, không làm cũng có ăn, là đầy rẫy mâu thuẫn và phi lý đến mức hoang tưởng hay sao?
Thậm chí là có trường hợp còn bị ép nghỉ học, bị chỉ vẽ cách để bon rút tiền của cha mẹ, ném vào kinh doanh đa cấp bất chính. Nhưng mà chúng ta sẽ định nói về những chuyện thế này bao nhiêu lần nữa và nên làm gì có ý nghĩa hơn với những câu hỏi, những câu cảm thán như vậy. Vâng, sau đây là một số gợi ý đáng để mọi người tham khảo nhằm giúp người trẻ phản vệ với bẫy lừa nói trên. Trong thời buổi mà chiêu thức lừa đảo nói chung bao gồm lừa kinh doanh đa cấp, bủa vây sự non nớt của các bạn trẻ, thì thực tế nhất là tìm cách huấn luyện sinh viên nhận biết và ứng phó với chúng. Trước tiên là huấn luyện nhận biết các dấu hiệu ghi vấn kinh doanh đa cấp biến tướng dựa trên một bộ sưu tập các mỹ từ về thành công và làm giàu. Đường thành công, sự nghiệp làm giàu không trải đầy mỹ từ như thế. Nó chỉ có bồ hôi và công sức, kiệt lực của trí tuệ và cả nước mắt thăng trầm. Thứ hai là huấn luyện phản ứng tự vệ của người nhận ra dấu hiệu bị lừa kinh doanh đa cấp, cách thức cắt đuôi ngay lập tức đối với kẻ lừa và cách thức báo tin để nhận được sự trợ giúp, tránh xa vào bẫy tâm lý xấu hổ không dám nói ra khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Những việc như vậy cần trở thành một phần cơ bản trong nội dung giáo dục định hướng đầu khóa cho sinh viên. Cũng đừng nên ngại việc thông báo chính thức đến cộng đồng sinh viên về trường hợp bị dính bẫy kinh doanh đa cấp, sao cho vừa tôn trọng sự riêng tư của sinh viên, nhưng cũng cảnh cáo kịp thời đến sinh viên để họ nâng cao cảnh giác và rút kinh nghiệm thông qua sai lầm của người khác. Các liều thuốc đề kháng cần được tiêm chủng đủ rộng để đạt được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là việc phổ biến rộng rãi bài học kinh nghiệm rút ra từ một ca mắc sai lầm nào đó có thể có giá trị như những liều thuốc đề kháng, trong khi vẫn thiết tha cho những phương thuốc điều trị đủ hiệu lực từ các cơ quan chức năng của chính quyền. Nói tóm lại là để phòng chống bẫy kinh doanh đa cấp biến tướng, mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ để tự trang bị những kiến thức và hiểu biết đầy đủ về kinh doanh đa cấp trước khi tham gia vào mạng lưới. Cần tránh xa mô hình bán hàng với thu nhập trong mơ. Với chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, cần phát hiện nhanh chóng những hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, quản lý chặt chẽ và kịp thời cảnh báo cho người dân biết để phòng tránh, cần tạm dừng những việc cấp phép chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp, đồng thời tổ chức kiểm tra tất cả các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng nhà nước cũng cần sửa đổi các văn bản pháp quy phù hợp, kịp thời bịt kẽ hở, không cho tội phạm lợi dụng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có liên đới và tiếp tay cho tội phạm hoạt động đa cấp lừa đảo. Có như vậy, việc phòng chống bẫy đa cấp mới mang lại hiệu quả cao, bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Và đến đây thì nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước tại các công trình hồ chứa, đập thủy lợi giảm xuống nghiêm trọng. Là vùng trồng cà phê có diện tích lớn nhất tại tỉnh Kon Tum với hơn 15.000 ha, việc thiếu nước tưới tiêu tại Đắc Hà đã khiến những hộ trồng cà phê đứng trước nguy cơ thua lỗ trong niên vụ 2022-2023 khi năng suất dự kiến sẽ bị sụt giảm trên 35%. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Vì thiếu nước tưới, hàng trăm cây cà phê tái cành từ năm thứ hai trở lên của chị Nguyễn Thị Hồng có hiện tượng bị khô cành, rụng lá. Những trái cà phê non vừa mới đậu vài tháng trước đang trong tình trạng héo hắt và không còn khả năng phát triển. Những hộ như chúng tôi đây là ở cuối nguồn nước thì phải đợi cho họ tưới hết đãng, có nghĩa là ngày phải 8, 9, 10 ngày mới đến lượt của bọn tôi là thì lúc đấy cà cũng có hiện tượng héo rồi đuối sức rồi. Để có được cái nguồn nước này là gia đình tôi là phải đi xin, trước mắt là đi xin những hộ, những cái chủ hồ. Mà thứ hai là xin không được nữa là dùng biện pháp mua nước để tưới và cứu kịp thời những vườn cà nó bị cháy này. Nói về cây cà phê thì chủ yếu là quan trọng là mùa nắng là chịu nước, mà nước giờ là thiếu trầm trọng rồi. Mà cái cà phê này, cà phê giống mới chuyển đổi năm thứ năm chuyển giống mới, nó rất là nhiều, cần nhiều nước. Công ty cà phê Đắc Uy, huyện Đắc Hà hiện có trên 420 hectare cà phê với gần 270 hectare tái canh năm thứ hai trở lên. Đa phần diện tích này phụ thuộc vào nguồn nước điều tiết từ hệ thống kênh cấp nước dẫn từ đập Đắc Uy, cách xa trên 10 km. Khi nguồn nước từ hệ thống kênh cấp nước dẫn bị sụt giảm, không còn khả năng điều tiết nước tưới về cuối nguồn, nắng hạn đã làm trên 60 hectare bị thiệt hại. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện, mùa khô hạn năm nay, toàn huyện có trên 500 hectare cây trồng có nguy cơ thiếu nguồn nước tưới. Không chỉ sụt giảm năng suất, việc thiếu nước tưới còn khiến cho bộ rễ của cây trồng dễ bị tổn thương và phát sinh các loại mầm bệnh, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất trong suốt chu kỳ kinh doanh sau này.
thì hiện nay mà để đảm bảo nếu mà cây cà phê mà không sử dụng nước tưới thì rất ảnh hưởng cho các năm sau, thì tự vận động nhân dân cùng với là đứng ra cùng với tổ của người thôn và cộng đồng dân cư là huy động các nguồn máy được ống và máy trung chuyển để đảm bảo nước tưới này, để đảm bảo giữ cây cà phê, đặc biệt là giữ cái tay canh. Thì hiện nay cơ bản thì cái việc các bạn khắc phục thì nhân dân đã khắc phục xong. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum cũng đã khuyến khích người dân nên áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước tưới nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, thủ phủ vải lai chín sớm của Hưng Yên sẽ vào vụ mùa thu hoạch. Những vườn vải xanh mướt trĩu quả trên đất phù cừ đang chuyển sang sắc đỏ. Hiện nay, các hộ nông dân đang khẩn trương thực hiện những công đoạn cuối cùng để cung ứng ra thị trường những chùm vải chín mọng ngọt thanh. Những cây này, các hộ nông dân của Hợp tác xã Nông nghiệp Binh Tiến, huyện Phù Cừ đang tất bật chuẩn bị cho vụ thu hoạch vải lai chín sớm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, nhiều vườn vải của các thành viên trong Hợp tác xã có tỷ lệ đậu quả cao, nên người dân rất phấn khởi, hứa hẹn vụ vải được mùa, được giá. Thì nhìn chung thì sản lượng vải của năm nay thì cao hơn so với năm 2022. Thì chủ yếu là trà chung của chúng tôi là đạt là năng suất khoảng 75-80%. Hiện nay thì thời tiết rất ủng hộ cho cái cây vải phát triển và quả vải lớn nhanh sẽ phát triển rất tốt. Đặc thù của cái vải lai huyện Phù Cừ là nó chín sớm các vải của các tỉnh. Nên là cái quả vải cái lai là nó có cái thương hiệu. Đấy. Thứ hai là cái thị trường bán và cái giá cả là nó rất là ổn định. Đấy. Quả nó rất ngon và rất thơm. Với ưu thế chín sớm cộng với mẫu mã sáng, đẹp, vị ngọt thanh đặc trưng đã khiến quả vải lai chín sớm Phù Cừ trở thành một sản phẩm nông sản thu hút thị hiếu khách hàng. Để nâng cao chất lượng cũng như thương hiệu quả vải Phù Cừ, những năm qua, chính quyền địa phương đã lên phương án chủ động kết nối tiêu thụ nông sản giữa nhà vườn và các doanh nghiệp. Ngay trước khi thu hoạch vải lai chín sớm của năm 2023 này, trước 3 tuần thì chúng tôi đã tổ chức hội nghị hôm nay để mời tất cả các tiểu thương, các nhà vườn, thế rồi các siêu thị, các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà đầu mối tiêu thụ lớn ấy dự cái hội nghị này để chúng tôi tiếp tục tuyên truyền quảng bá và để mọi người thấy được, mắt thấy tai nghe cái được chứng kiến cái quả vải lai này. Niên vụ 2023, vải lai chín sớm Phù Cừ dự kiến cho thu hoạch rộ vào thời điểm nửa cuối tháng 5, sớm hơn các loại vải khác trên thị trường từ 10 tới 15 ngày. Sản lượng quả vải năm 2023 toàn huyện dự kiến đạt trên 12.000 tấn. Hiện Sở Công Thương đã chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh và khởi đầu là phiên chợ vải Hưng Yên tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, những ngày này hoa mắt biếc đang nở rộ tại một công viên ở phía bắc thủ đô Tokyo, thu hút rất đông khách tham quan. Những cánh đồng hoa trải dài mang màu sắc xanh biếc khiến du khách cảm giác như đang được đi trên mây. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng thung lũng hoa mắt biếc đẹp như thiên đường này ngay sau đây quý vị nhé. Khoảng 5,3 triệu cây hoa mắt biếc đang khoe sắc phủ kín một vùng đồi rộng khoảng 4,2 hectare trong công viên Hitachi Seaside ở tỉnh Ibaraki. Công viên này từng được CNN bình chọn là một trong 31 địa danh đẹp nhất Nhật Bản, một phần là nhờ vào vẻ đẹp xanh ngắt, ngút ngàn tầm mắt của ngọn đồi hoa. Một số ý kiến cho rằng việc ngắm nhìn sắc xanh bất tận của hoa mắt biếc khiến cho họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác giống hệt như đang được bước đi thoải mái trên những đám mây. Cũng có thể vì lý do này, du khách đến đây chủ yếu là thanh niên, những người mới chập chững bước vào cuộc đời đầy rẫy khó khăn và mệt mỏi, cần những phút giây thư giãn tâm hồn. Thưa quý vị, đây là tòa nhà Oasis Towers cao 150m do một công ty Hà Lan thiết kế. Nhìn thoáng qua thì giống như bị sụp đổ một phần. Công trình dự kiến xây dựng tại Nam Kinh, Trung Quốc. Sau đây là những hình ảnh mô phỏng tòa nhà có thiết kế vô cùng lạ mắt này. Oasis Tower vừa là khu nhà ở vừa là trung tâm thương mại với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Hai tòa nhà cao 150m này được thiết kế để trông tương tự những vách đá với nhiều cây xanh bao phủ. Tuy nhiên, nếu nhìn thoáng qua, trông chúng giống như đang bị sụp đổ một phần. Giữa hai tòa nhà hình chữ L cao 40 tầng là không gian xanh giống như công viên mở cửa cho công chúng. Bên dưới, Oasis Tower là một ga tàu điện ngầm. Các cửa hàng và cơ sở kinh doanh được bố trí từ tầng 1 đến tầng 3. Còn khu vực dành cho cư dân ở phía trên, các ban công solar được thiết kế nhằm mang đến nhiều ánh sáng tự nhiên.
trong khi cây xanh hiện diện ở khắp các tầng cung cấp thêm bóng mát trong mùa nóng. Dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển thiết kế, thời điểm hoàn thành dự án chưa được công bố. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, thành phố Hồ Chí Minh cháy bãi xe ô tô khiến khu dân cư hoảng loạn, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Chuyên mục chuyện kè mới, làm kè truyền thống gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị, câu chuyện về giá thịt heo chưa bao giờ hết nóng khi vẫn còn tình trạng chênh lệch lớn giữa giá heo hơi và heo thành phẩm hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, để xảy ra mức chênh lệch lớn như vậy là do thịt heo đến tay người tiêu dùng phải qua quá nhiều khâu trung gian khiến giá bị đội lên. Hơn nữa, mức chiết khấu cao ở siêu thị cũng là nguyên nhân tác động đến giá thịt heo. Phóng sự phản ánh sau đây sẽ cho thấy rõ vấn đề. Hiện nay, dù giá heo hơi đang ở mức 54-55.000 đồng một ký, nhưng người dân vẫn phải mua thịt heo với giá cao hơn rất nhiều. Thậm chí, tại một số siêu thị ở Hà Nội, giá thịt heo chạm mức 180-230.000 đồng một ký. Điều này khiến người dân vô cùng băn khoăn bởi thực tế, giá heo thành phẩm quá cao so với giá heo hơi. Không phải đến hôm nay mà cô thấy nhiều lần rồi, nhiều tháng nay rồi. Thế là cô thấy vận tình rồi hơi rất xuống. Thế còn nếu mua thịt lợn bình thường như các cháu sinh viên mua, thịt ba chỉ bán 100-101 thôi. Rất nhiều sinh viên đi mua cái giá rẻ, mà thậm chí có những thịt mà nó hơi lèo nhèo họ bán với 90 đấy. Đấy, thịt mông đấy thì 90-100 đấy. Và đây bây giờ có thực tế, trong trong thực tế có thể nhìn đấy là 230.000 một cân. Mà cái nguồn gốc thì họ nói là nguồn gốc đây là lợn sạch. Thì các cô tin tưởng thôi, chứ còn thì tất nhiên là ong có thể nó thơm hơn ở ngoài một chút. Nhưng sạch đến đâu không biết, nhiều quá. Theo các chuyên gia kinh tế, mức chênh lệch giữa giá heo hơi và heo thành phẩm hiện nay là bất bình thường. Trong khi đó, 1kg thịt heo phải trải qua khá nhiều khâu trung gian, bao gồm từ chuồng trại đến thương lái, buôn bán cấp 1, cấp 2, lò mổ, buôn bán heo mảnh, cuối cùng mới đến chợ truyền thống và các siêu thị bán lẻ. Chỉ tạm tính mỗi khâu hưởng 8-10% thì giá thịt heo đến tay người tiêu dùng đã không hề nhỏ. Hơn nữa, với mức chiết khấu cao ở siêu thị cũng là nguyên nhân tác động đến giá thịt heo. Vì vậy, trong chuỗi cung ứng, cần cắt bớt khâu trung gian để kéo giá thịt heo về đúng giá thị trường. Mua bán ở thị trường Việt Nam qua quá nhiều trung gian, đẩy giá lên cao vô lý và chi phí tăng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tức là việc mua bán là ép cấp, ép giá, không công khai minh bạch. Tức là cái hạ tầng cơ sở cho mình làm cho cái giao dịch bị ú tim. Cái thứ ba tức là phải thiết lập các chuỗi cung ứng ngắn, đi thẳng từ lò mổ cho đến bán lẻ luôn, cắt khẩu 2-3 khâu trung gian và kiểm soát khâu bán lẻ về chiết khấu khi gửi thịt lợn vào siêu thị. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần kiểm soát thị trường, chống đầu cơ tăng giá thịt heo bất hợp lý để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và chia sẻ khó khăn đối với các hộ chăn nuôi. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thông tin về giao thông. Ngày 16 tháng 5, đại diện Văn phòng Quản lý Đường bộ Y.1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên quốc lộ 6 đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong. Thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 89C-23762 lưu thông hướng Sơn La, Hà Nội đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 28H1-45006 lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng, xe tải hư hỏng phần đầu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Sáng ngày 16 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đã tiến hành tạm giữ và bàn giao tài xế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn cho Công an thành phố Bắc Cạn xử lý. Tài xế điều khiển xe máy được xác định là Nguyễn Văn Minh, 69 tuổi. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông xác định ông Minh vi phạm ở mức 0,943mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã thông báo cho ông Minh biết vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, nhưng ông này không hợp tác, bỏ đi.
10 phút sau, ông Minh quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát vị trí thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản. Ông Minh bất ngờ dùng con dao nhọn đâm vào mạng sườn trái khiến thiếu tá Kiệm trọng thương. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn phối hợp cùng với các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng, lập biên bản bắt người phạm tội về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Bắc Cạn cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Minh. Thông tin về cháy nổ, ngày 16 tháng 5 trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại bãi xe trên đường Suối Lội, xã Phước Vĩnh An. Đám cháy sau đó bùng phát mạnh, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Củ Chi đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Hơn một giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 8 ô tô bên trong bị cháy rụi, hư hỏng. Ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Hà Nội vốn được gọi là mảnh đất trăm nghề, nhưng xã hội ngày một thay đổi. Nhiều làng nghề truyền thống bị mai một do không đem lại lợi nhuận kinh tế nhiều. Trước thực trạng đó, nhiều người con đất nghề đã mạnh dạn thay đổi, chuyển từ làm nghề đơn thuần sang làm nghề để phát triển du lịch. Đây được coi là một hướng đi mới, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của những làng nghề tại Hà Nội. Đây cũng là nội dung mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay sẽ được chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Làng nghề đàn sông mây tre. Nếu họ ngủ lại thì họ được ngủ trong không gian gì và họ mang được quà gì về thì chúng tôi đều đáp ứng được hết. Với 1.350 làng nghề, Hà Nội hiện đang chiếm hơn 30% tổng số làng nghề trên cả nước. Làng nghề vừa là nơi lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vừa là những cơ sở kinh tế quan trọng của địa phương. Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch đang là một trong những hướng đi mới hiệu quả để gìn giữ và níu những người con đất nghề ở lại và phát triển nghề truyền thống của cha ông. Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa sẽ là tiền đề để mỗi làng nghề hướng đến, hòa chung với nhịp sống của thời đại. Chắc hẳn nhiều du khách sẽ thích thú khi du lịch mà lại được thưởng trà, uống cà phê ngay ở những không gian đậm chất làng nghề, đúng không nào? Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa thì Hải Vân và Nam Cường xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.